ba việc không nhúng tay, ba loại tiền không cho mượn, ba điều ngu ngốc không phạm phải. Kính thưa quý vị, ở đời đừng ngu xuẩn nhúng tay vào những việc này. Đôi khi chỉ vì sự suy nghĩ không chín chắn mà chúng ta có thể rước họa vào thân. Đôi khi chúng ta cần đặt ra những giới hạn nhất định cho cuộc sống của chính mình để tránh vướng vào những rắc rối không mong muốn. Cuộc đời luôn tồn tại những biến cố bất đắc dĩ mà không ai có thể lường trước được. Trong số đó có những rủi ro do chính bản thân mỗi người tự chuốc lấy. Thế nên, để không tự hưng lấy những điều phiền phức, dù bạn là người sống vô ưu vô lo đến đâu, thì nhất định cần phải khắc cốt ghi tâm ba loại việc không nhúng tay vào, ba loại tiền không cho mượn, ba điều ngu ngốc không nên phạm phải dưới đây. Ba loại việc không nhúng tay vào. 1. Không nhúng tay vào việc mua xe, mua nhà của người thân. Khi được người thân xin ý kiến tham khảo về việc mua xe hoặc mua nhà, không can thiệp quá sâu là điều khôn ngoan nhất mà bạn nên làm trong tình huống này. Nếu sự lựa chọn của họ theo lời tư vấn của bạn không tốt đẹp và đạt được sự hài lòng như mong muốn, mọi tội lỗi tất nhiên sẽ đổ dồn lên bạn. 2. Không nhúng tay vào mâu thuẫn của anh em họ hàng. Việc anh em họ hàng xảy ra mâu thuẫn với nhau là vấn đề vô cùng nhạy cảm, bởi nó liên quan tới những mối quan hệ giữa người thân trong một đại gia đình. Khi bạn chưa biết tường tận mọi việc, chuyện phán xét đúng sai là điều không thể, nên tốt nhất là không can thiệp vào những xích mích của họ hàng để tránh tự mang về phiền phức không đáng có. 3. Không nhúng tay vào tình cảm hôn nhân của bạn bè. Hôn nhân là phạm trù tình cảm phức tạp hơn tình yêu rất nhiều, bởi ở đó người ta có những ràng buộc, trách nhiệm và cả các mối quan hệ liên quan khác. Chuyện cơm không lành, canh không ngọt lại là điều không thể tránh khỏi ở các cặp vợ chồng, và tuyệt nhiên chỉ có họ mới hiểu rõ vấn đề của mình. Người ngoài cuộc khi chỉ được nghe câu chuyện từ một phía nên khó lòng có thể cho được lời khuyên đúng đắn. Chính vì vậy, tránh can thiệp quá sâu vào vấn đề này và đừng để những rạn nứt hôn nhân của người khác bỗng dưng do bạn mà ra nhé. Ba loại tiền không nên cho mượn. 1. Không phải bệnh tật, tai nạn thì không cho mượn. Một miếng khi đói bằng một gói khi no. Chúng ta không thể tránh khỏi những khó khăn bất ngờ ập tới trong cuộc sống. Những lúc ấy, sự giúp đỡ của những người xung quanh mới thật sự đáng quý. Tuy nhiên, không ngoảnh mặt làm lơ không có nghĩa là giúp vô tội vạ, nhất là trong vấn đề tiền bạc. Nếu không phải là mượn vì cảnh túng thiếu do bệnh tật, tai nạn hay một lý do chính đáng nào khác, thì dù cho mối quan hệ tốt tới mấy thì bạn cũng cần phải cân nhắc trước khi cho mượn. Bởi cho mượn thì dễ, lấy lại thì khó. Thận trọng với quyết định cho mượn chính là trân trọng công sức mà mình đã bỏ ra để kiếm tiền. 2. Không cho mượn tiền đầu tư tài chính. Nếu bạn không đủ tầm nhìn xa trông rộng hoặc am hiểu về lĩnh vực mà mình sắp đầu tư thì tuyệt đối đừng để tiền đi ra cửa trước. Khi một người nào đó bất ngờ rủ bạn làm ăn chung, hãy suy xét thật kỹ lưỡng và đừng để những lời lẽ ngọt ngào về lợi nhuận dễ dàng cám dỗ bản thân. Thương trường như chiến trường, nó đã khiến bao người phải nhận về những bài học xương máu. Nếu bạn không đủ tầm nhìn xa trông rộng hoặc am hiểu về lĩnh vực mà mình sắp đầu tư cùng hoặc cho ai đó mượn tiền để đầu tư, thì tuyệt đối đừng để tiền đi ra cửa trước. 3. Không cho mượn tiền chơi cổ phiếu, xấu đề, cờ bạc. Cờ bạc là bác thằng bần, xấu đề ra đê mà ở. Những trò chơi tiền bạc đầy may rủi rất hiếm khi mang lại sự bền vững về kinh tế. Chẳng cần phải giải thích nhiều, nếu gặp phải những trường hợp vay mượn này thì đừng câu nệ mà hãy cự tuyệt thẳng thừng. Ba điều ngu ngốc không nên phạm phải. 1. Tham mưu cho lãnh đạo một hành động ngớ ngẩn. Khi cấp trên nhờ bạn tham mưu một vấn đề quan trọng hoặc nhạy cảm nào đó, sẽ có 3 trường hợp xảy ra. Thứ nhất, kiểm tra thái độ của bạn. Thứ hai, kiểm tra lòng trung thành của bạn. Thứ ba, để bạn làm điều xấu thay họ. Đối mặt với những tình huống này, đừng vội huyên thuyên chứng tỏ bản thân để lấy lòng sếp. Hãy cân nhắc thật kỹ. Tốt nhất
Nếu có thể thì bạn nên tránh, còn không thể tránh thì hãy biểu đạt thái độ mơ hồ để lãnh đạo tự quyết là khôn ngoan nhất. 2. Bảo lãnh cho người khác vay tiền. Mấy ai lấy thước mà đo lòng người, sự trở mặt là trong gang tấc. Thế nên đừng dại lấy uy tín, danh dự của mình để đứng ra đảm bảo cho một ai đó làm việc gì, hoặc tự mình làm điều đó thay họ. Điều tối kỵ nhất trong vấn đề này chính là bảo lãnh cho người khác vay mượn tiền. Trên thực tế, có rất nhiều người đã vướng vào vấn đề vô cùng rắc rối này. Có người sau khi đứng ra giúp đỡ người khác, cuối cùng nhận lại sự cháo trở và tự mình gánh lấy món nợ lớn từ trên trời rơi xuống. Vậy nên, hãy hành động dùng sự tín nhiệm của mình để vay mượn cho người khác, rõ ràng là quá ngớ ngẩn. 3. Nhận sự ủy thác để giúp người khác. Giúp người là chuyện đáng làm, thế nhưng nhận sự ủy thác từ ai đó để giúp đỡ một người chẳng quen biết, trong khi người nhờ vả kia không chút mảy may đoái hoài tới, thì đúng là tự nhiên ôm chuyện bao đồng về lo. Đừng để người khác thấy bạn là người dễ dàng bị lợi dụng đến thế chứ. Nếu sống quá lý trí có thể khiến bạn trở thành người cực đoan, thế nhưng nếu không khôn ngoan thì người bị thiệt hại chính là bạn. Chính vì vậy, trước khi làm bất cứ điều gì, đừng vồn vã mà hãy cân nhắc thật kỹ trước sau. Cái gì hợp tình thì đừng ngại làm. Còn chuyện vướng quá nhiều, suy nghĩ bất ổn thì tốt nhất là tránh xa ra nhé. Trước những vấn đề quan trọng, cảm giác bất an cũng là một thứ phán đoán khá chuẩn xác đấy. Chín mươi phần trăm vợ ngoại tình khi đi ngủ sẽ có những hành động lạ này. Kính thưa quý vị, một người phụ nữ ngoại tình thì tình cảm của cô ấy đã để ở bên ngoài ngôi nhà của bạn. Dù có lên giường cùng bạn, cô ấy cũng mang một trái tim có hình bóng người khác. 90% phụ nữ ngoại tình trước khi đi ngủ đều có những hành động này. Thường nói mệt, từ chối chuyện gần gũi. Biểu hiện của phụ nữ khi ngoại tình cũng không khác gì mấy khi mới biết yêu. Họ muốn dành thời gian ở bên nhân tình, gặp gỡ thường xuyên. Vì thế, nhiều người vợ ngoại tình thường tạo nhiều lý do để về nhà trễ, nhưng thật ra là để trốn tới chỗ nhân tình. Trong lòng phụ nữ khi ngoại tình chỉ có hai vị trí là quan trọng nhất, là nhân tình và con cái. Họ không thể cùng lúc đều nồng nàn, ngọt ngào với cả nhân tình và chồng, đặc biệt trong chuyện gần gũi. Phụ nữ chỉ muốn lên giường với người họ yêu, nếu không sẽ cảm thấy rất miễn cưỡng, thậm chí là né tránh. Họ sẽ thường xuyên than mệt, từ chối gần gũi chồng. Trong lúc bên chồng cũng sẽ làm cho có, thậm chí là trở nên lạnh nhạt hơn trước. Thật ra không phải phụ nữ khi ngoại tình giả vờ quá khéo mà ít bị phát hiện bên đàn ông, mà đôi khi những thay đổi của họ chỉ từ cảm xúc, cách biểu hiện. Một người chồng vô tâm có khi sẽ không thể nhìn thấu. Thẫn thờ đăm chiêu. Phụ nữ là sinh vật mưu cầu cảm giác an toàn, đặc biệt là từ người đàn ông bên cạnh. Ai cho họ yêu thương và hơi ấm, họ sẽ tình nguyện đi theo người đó. Phụ nữ ngoại tình cũng thường vì như thế. Họ đến với nhân tình vì được thấu hiểu và quan tâm. Khi trở về nhà, cảm giác đàn bà ngoại tình sẽ không thấy an toàn như khi ở bên nhân tình. Họ sẽ thấy vừa bất an khi che sống, vừa thiếu hơi ấm. Những lúc trầm tư suy nghĩ trước khi đi ngủ hầu hết đều là khi họ nhớ tới nhân tình. Cách thể hiện, hành động cũng có phần không tự nhiên vì họ luôn sợ bị phát hiện hoặc che giấu tội lỗi của mình. Không thích tiếp xúc thân thể. Khi phụ nữ chỉ có mình bạn, họ sẽ chủ động ôm ấp, muốn gần gũi để tìm hơi ấm từ bạn. Thế nhưng một người phụ nữ ngoại tình thì tình cảm của cô ấy đã để bên ngoài ngôi nhà của bạn. Họ không mang trái tim, chỉ có hình bóng của bạn lên giường. Họ sẽ né tránh những cử chỉ tình cảm với bạn. Một là vì họ đã dành tình cảm cho người khác, và hai là vì họ sợ rằng sẽ để lộ dáng vẻ không tự nhiên, không muốn trước mặt bạn. Thậm chí có những khi cảm thấy quá bức bối, họ sẽ còn mạnh mẽ né tránh, không để bạn chạm tới cơ thể. Thật ra có nhiều phụ nữ
chỉ vì thiếu thốn tình cảm từ chồng mà chọn ngoại tình. Với phụ nữ, sẽ không dễ dàng khi sống với một người mà trái tim lại ở bên người khác. Đây có thể là điểm khác nhau lớn nhất giữa phụ nữ và đàn ông khi ngoại tình. Dù vậy, đã là ngoại tình thì luôn sai, ngay cả đàn ông hay phụ nữ. Không có con đường nào đẹp đẽ cho đàn bà khi ngoại tình.